Thần tài xúi tiền vào tay, ba con giáp đổi đời hoành tráng, sau tháng cuối năm 2021 xóa sạch nợ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một năm trôi qua là mỗi một cuộc hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là chòm sao chiếu mệnh. Tử vi năm 2021 cho thấy, trong nửa cuối năm 2021 tới đây sẽ có một số con giáp gặp được nhiều may mắn, còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ba con giáp này làm gì cũng thuận buồm, xuôi gió, gặp nhiều điều may mắn, thần tài che chở, ban cho vận may bất ngờ, mà còn được cả thiên địa nhân mà phất lên như diều gặp gió. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được các con giáp này là con giáp nào, và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không, và có những vận may nào sẽ đến với các con giáp trong thời điểm nửa cuối năm sắp tới. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Chúc mừng tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm, sự nghiệp thăng tiến, quan lộc mở rộng, tha hồ tiến bước. Tử vi tuổi Tý năm 2021, tức năm Tân Sửu, Tý Sửu làm nổi bật quan hệ lục hợp, đem tới nhiều điều may mắn. Đây là một năm mà vận số người tuổi Tý tương đối hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Về các tinh, bản mệnh được văn xương tinh và tuế hợp che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới nhiều việc tốt. Tử vi tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm 2021, về mặt hung tin, có bệnh phù và bách việt đe dọa. Bản mệnh ngàn vạn lần không thể chủ quan và cần đề cao cảnh giác, nhất là về mặt sức khỏe, tránh để bệnh tật đánh đổ mình. Nhìn chung, năm được quý nhân lục hợp che chở, mệnh chủ tuổi Tý nhất định phải nỗ lực bằng trăm, bằng mười người khác để tận dụng may mắn này, dù là học hành hay sự nghiệp. Bản mệnh đều sẽ chạm cảnh giới cao nhất. Nhưng bản mệnh cũng đừng tự đắc ý sớm, đến lúc vận may qua đi lại không tránh khỏi được trắc trở, khó khăn. Bản mệnh luôn phải có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng. Về mặt sự nghiệp, thời điểm này rất đáng để kỳ vọng bởi văn xương cát tinh phát huy sức mạnh. Điều đó sẽ giúp tuổi Tý có được nhiều cơ hội, gặp khó khăn thì được quý nhân tương trợ, nhanh chóng mở ra lĩnh vực làm việc mới. Nếu bản mệnh là người mới đi làm thì công việc sẽ thuận lợi, không khỏi phải hao phí nhiều sức lực mà vẫn được mọi người nâng đỡ, môi trường làm việc vui vẻ, đồng nghiệp nhanh chóng thành bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, thường ngày bản mệnh nên ít nói, tập trung vào công việc và học tập tiền bối để cải thiện năng lực chuyên môn của mình. Ngoài ra, trong 6 tháng cuối năm 2021, mệnh chủ tuổi Tý cũng có nhiều cơ hội đi công tác. Nhân dịp này nên học thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới, giữ một thái độ ham học, khiêm nhường để bản thân thêm vững mạnh. Về mặt tài lộc, tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm được tuế hợp âm thầm giúp đỡ, cơ hội phát tài và tích lũy đã đến. Công việc ổn định sẽ đem đến một bố cục vững vàng về tài chính. Đồng thời, năng lực kinh doanh của công ty ngày một tốt lên, giúp cho mệnh chủ tuổi Tý có thể tiếp nhận được nhiều hạng mục tốt. Chỉ cần bản mệnh tích cực nắm bắt thì sẽ cùng với đoàn thể của mình tạo ra một bố cục trọn vẹn, dù là thưởng kinh doanh hay doanh thu hoa hồng.
đều sẽ có thể thu hoạch hậu hĩnh. Mặt thiên tài, tức thu nhập tay trái, mệnh chủ tuổi Tý sẽ có một khoảng thời gian dài, tươi sáng, nhiều cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống. Lúc vui vui, bản mệnh có thể thử mua sổ số, số không trúng lớn thì chắc chắn cũng không trắng tay. Sau tháng cuối năm 2021, tuổi Tý nhớ không được dồn hết cả tiền tiết kiệm vào một chỗ, có thể dùng một phần để đầu tư. Bản mệnh sẽ có mối hời vào cuối năm, đồng thời bản mệnh cũng là người cần cù, biết tiết kiệm. Lại gặp năm hợp thái tuế nên sẽ không có chi tiêu gì quá lớn, nên vận hạn lộc có thể gọi là ổn định. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hành thông, thuận lợi, thế gia cát quyền mệnh chủ tuổi Tý hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn, hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải được những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Vòng có giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Tý. Thứ hai là tuổi Dần. Chúc mừng tuổi Dần gặp đại cát đại lợi khi bước chân sang 6 tháng cuối năm 2021. Coi bói tử vi năm 2021 tức năm Tân Sửu, tuổi Dần có vận thế khá ổn định, cũng có lúc bản mệnh gặp khó khăn, nhưng nhìn chung một năm quá an tâm. 6 tháng cuối năm 2021 có sao cô thần trực tiếp ảnh hưởng tới cảm xúc của tuổi Dần. Bản mệnh thường xuyên suy nghĩ, khó chịu nặng nề, cho nên bản mệnh cần làm chủ bản thân, suy nghĩ tích cực hơn. Sao Hồng Loan còn mang đến vận đào hoa khá thắm. Mệnh chủ còn độc thân nên nắm chắc cơ hội này. Tuy nhiên, những người đã kết hôn hoặc có đối tượng rồi có thể vướng chút phiền muộn. Ngoài ra, Thiên Ất Tinh là ngôi sao may mắn sẽ mang đến vận may khá tốt. Nếu gặp thời điểm khó khăn, bản mệnh có thể hóa nguy, thành an. Tử vi tuổi Dần sau tháng cuối năm 2021 về phương diện sự nghiệp có chính tài chiếu mệnh. Các thương vụ hợp tác sẽ khá thành công, tuổi Dần dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ chịu khá nhiều áp lực công việc, cũng không có tín hiệu thăng chức rõ ràng. Mặc dù vậy, cũng có thể nói bản mệnh phát triển sự nghiệp trong 6 tháng cuối năm không hề tồi. Chỉ là tuổi Dần yêu cầu rất cao, không thỏa mãn với hiện trạng nên mới lo tâm, khổ tứ như vậy. Đồng thời thời điểm này cũng có sao Thiên Ất và mệnh nên những người tự chủ gây dựng sự nghiệp có thể mở rộng được quy mô làm ăn. Bản mệnh chỉ cần chú ý đề phòng khi tuyển dụng, phải cảnh giác chọn cho đúng người tài đức, nếu không rất dễ hại tới chính mình. Về mặt tài vận của tuổi Dần sau tháng cuối năm, bản mệnh gặp sao chính tài, chính vì thế mà tiền tài cũng khá dồi dào, nhưng bản mệnh phải biết tuân thủ các luật lệ. Hơn nữa phải kiên trì chịu khó, chịu khổ bởi doanh thu sau tháng cuối năm 2021 có thể sẽ giảm. Đều do tuổi Dần tính cách thích mạo hiểm, phiêu lưu, muốn trong một đêm mà phất. Mặc dù bản mệnh có tính quyết đoán rất cao, cũng có nhiều kế hoạch tốt, nhưng khó tránh những gì mắc sai lầm. Vì thế bản mệnh cần tiết chế tham vọng của mình, đừng đầu tư quá mức nên để lại cho mình đường lui. Hơn nữa mệnh chủ tuổi Dần cũng không có tính tiết kiệm thường xuyên, tiêu tiền như nước hoặc vô trương lãng phí. Nhất là nam mệnh, đừng vì quá đam mê về những món đồ có giá trị đắt tiền mà đầu tư thực sự cũng đốt bằng tiền. Trên phương diện tình cảm, có chính quan tỏa mạng sau tháng cuối năm 2021, cả nam lẫn nữ mệnh đều gặp Hồng Loan tinh, sẽ có nhiều cơ duyên gặp gỡ người khác phái, nhưng cảm xúc có thể phát sinh một cách kín đáo, dẫn đến chuyện tình lãng mạn. Hồng Loan là ngôi sao may mắn cho tình duyên, tuy nhiên cũng không phải mang đến 100% là duyên tốt. Mệnh chủ độc thân vì có quá nhiều người theo đuổi mà dễ dàng lay động, có người lại trở nên quá dựa dẫm vào người khác mà không muốn cố gắng trong cuộc sống. Các đối tượng đã kết hôn, vận đào hoa quá nhiều sẽ gây hại cho chuyện gia đình, bởi không phải ai cũng có thể tự chủ, vì thế khiến cho chuyện hôn nhân sụp đổ.
Mặt khác, Tử Vi cũng dự tuổi Dần, còn vương víu tình cũ, dù đã đi qua nhưng vẫn còn vấn vương tơ lòng. Điều này hoàn toàn không nên, tốt nhất mệnh chủ nên thực sự dứt khoát, cắt đứt với quá khứ, khỏi liên lụy về sau. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Dần. Thứ ba là tuổi Dậu. Chúc mừng tuổi Dậu khi giành sổ vàng thần tài, mang tới lộc đổi đời, giàu có sướng hết phần thiên hạ trong nửa cuối năm 2021. Bước sang năm 2021, tuổi Dậu với tuổi Sửu có quan hệ tam hợp, sẽ có nhiều triển vọng tích cực. Sau lộc huân thúc đẩy sự phát triển, sao giải thần giúp giải trừ vận xui trong chuyện tình cảm. Chỉ có sao trầm vụ có thể sẽ tạo ra một số xui xẻo về mặt tài chính, tài vận. Bản mệnh chỉ cần chú ý cẩn thận là được. Mặc dù nói vận thế thời gian này khá tốt, nhưng cũng không phải là chắc chắn 100%. Còn tùy vào khả năng của bản mệnh, nếu không cẩn trọng sẽ khiến cho công sức thời gian này trở thành công dã tràng. Hơn nữa, tính cách của tuổi Dậu không quá tốt, có phần bướng bỉnh và mạnh mẽ, vì thế mà khó bình tĩnh để làm việc. Cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn tốt quan hệ xã giao, tỏ ra khiêm nhường, lễ nghĩa, không nên gây thù chuốc oán, giảm thiểu vận xui trong thời gian này. Tử vi tuổi Dậu sau tháng cuối năm 2021 về phương diện sự nghiệp cho thấy, tuổi Dậu cùng thái tuế Sửu Thổ cấu thành với Sửu Dậu bán hợp kim cục, tạo thành cục diện ấn sinh. Tuổi Dậu trong thời gian này có cơ hội mở mang sự nghiệp, cộng thêm có quý nhân chiếu cố, cho nên có thể ổn định công việc thi cử, thuận lợi nhận được bằng cấp tốt, người đi xin việc hoặc làm lâu năm, có điểm được thăng chức. Hơn nữa, nhờ có các tinh lộc huân hỗ trợ tuổi Dậu, trong 6 tháng cuối năm 2021 đạt được không ít tiến triển trong sự nghiệp, tài năng của bản mệnh có cơ hội phát huy, được cấp trên coi trọng, được đồng nghiệp cùng nhau hợp tác, ít cạnh tranh, dù có mâu thuẫn nhưng cũng không quá lớn. Đồng thời, nửa cuối năm nay cơ hội đi xa công tác cũng rất lớn, tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội để nâng cao, phát triển bản thân. Như vậy mới có thể đảm bảo cho tương lai còn thăng tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, nữ mệnh tuổi Dậu sau tháng cuối năm 2021 sẽ cảm thấy vất vả vì khó cân bằng gia đình cùng sự nghiệp. Bản mệnh nên bàn bạc kỹ lưỡng cùng chồng để mượn thêm người trợ giúp. Về mặt tài vận của tuổi Dậu trong 6 tháng tuổi 2021, bản mệnh gặp sao Tỷ Kiên. Thái tuế Sửu Thổ tương sinh tương hợp với địa chi Dậu Thổ, vì thế mà tài vận thời gian này của bản mệnh rất tốt, có quý nhân hỗ trợ. Các lĩnh vực như đất đai, hợp tác làm ăn cũng thu được lợi nhuận không nhỏ. Về chính tài thì tuổi Dậu không cần phải quá lo lắng, chỉ cần bản mệnh nên khôn khéo kiếm tiền trong vòng pháp luật, an toàn, như vậy thu nhập phụ cũng sẽ không phải lo thất thoát. Điều tối quan trọng ở đây là bản mệnh không nên để lòng tham che mờ mắt, đừng vì tham lợi lớn mà buôn bán và quản lý sản phẩm không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Dậu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.